Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn chủ trì phiên làm việc với Sở Xây dựng thành phố và các ngành liên quan về giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố với các dự án chậm bàn giao trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Đà Nẵng, thời gian qua, thành phố triển khai 179 dự án đầu tư công liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư, khu tái định cư. Đến nay, đa số các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, nhưng hiện vẫn còn 60 dự án chậm bàn giao. Trong đó, các dự án đang thi công dở dang, vướng giải tỏa là 10 dự án. Đồng thời, có 50 dự án đã thi công cơ bản hoàn thành nhưng còn nhiều vướng mắc, chủ yếu về mặt thủ tục. Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách thì có 76 dự án chậm bàn giao đưa vào sử dụng, trong đó 39 dự án chủ đầu tư chưa thực hiện bàn giao, còn các dự án khác đang tiến hành các thủ tục để bàn giao. Tại phiên họp, đoàn giám sát đã nêu ra nhiều vấn đề liên quan đến các dự án chậm bàn giao, tập trung vào việc đánh giá rõ các nguyên nhân cụ thể dẫn đến tình trạng này, trách nhiệm của các đơn vị địa phương liên quan, vấn đề giải phóng mặt bằng, khớp nối hạ tầng, về giải pháp cụ thể để tháo gỡ đối với từng dự án để sớm bàn giao đưa vào sử dụng.